Tôi đặt cho sếp Lâm thắng nào. Tôi cũng đặt theo cửa của bà. Ủa gì vậy? Tự nhiên tiền của ta tự nhiên lấy nhở? Làm việc đi, sếp sắp vô rồi, cái này để tiền ăn chưa? Ồ, vô duyên. Nói cái gì? Ăn chưa gì vô duyên, đưa tiền của người ta tự nhiên lấy à? Thôi hay mình hỏi thẳng sếp luôn đi, chứ giờ sao biết được. Đúng rồi. Ý anh Bình vô kìa, anh Bình vô kìa. Anh Bình vô hả? Để hỏi anh Bình luôn. Anh Bình ơi, có thể đứng lại cho em hỏi một câu nhỏ nhỏ được không? Nói gì? Có phải Bạch Dương với lại sếp Lâm á đã công khai yêu nhau đúng không? Tào lao! Làm gì cái chuyện đó? Đứa nào đồng? Chính mắt em tối hôm qua thấy hai người đó uống cà phê tình tứ với nhau. Em ngồi bàn đối diện, em lo nhiều chuyện, em không có ăn uống gì được luôn. Trời ơi, tào lao thiệt luôn đó nha. Nha, Văn Diễm, em rất là tào lao. Chuyện của người ta tự nhiên không ăn không uống. Kỳ cục à. Em bị cận rồi, đi về khám mắt đi. Làm gì la dữ vậy? Nếu anh không trả lời thì thôi. Thì một hồi sếp Lâm vô, em hỏi sếp Lâm có gì đâu. Thôi. Dạ. Sao? Sếp đây. Muốn hỏi gì? Diễm hỏi. Tụi em muốn hỏi là vô nay sếp bao tụi em ăn gì? Sếp thích ăn gì? Trưa nay tôi có họp bên ngoài rồi. Không sao. Mọi người thích ăn cái gì cứ bàn đi. Tôi mời. Đã vậy. Em mời mọi người giúp anh. Tôi có tiền tôi tự ăn, khỏi mượn bao. Giúp anh nha. Chị ơi, em nghe nói chị với sếp đang hẹn hò hả? Sao hay quá vợ? Chị em già chiêu rồi. Làm gì có, ai nói tầm bậy vậy? Thì không ai nói hết á. Thì em thấy là chỉ tội nghiệp cho một người thôi. Là Bình nè. Làm gì vậy? Em biết là sếp Lâm ngon lành rồi, nhưng mà chị cũng phải cho anh Bình chuẩn bị tinh thần chứ. Anh đâu có tội lỗi gì đâu. Nghĩ sao không có tội lỗi? Nè, vừa xấu, vừa nghèo, vừa dơ. Ờ đúng rồi, lộn, vừa dở. Nè, hai người có bớt thôi không ạ? Băng Duy và Băng Diễm. Cái gì? Hai người có biết là đang nghiệp tụ giành môi không? Có nghe cái câu là bớt tạo nghiệp để bắt kịp tương lai không hả? Chị Bạch Dương không phải là người tầm thường như vậy đâu. Trời đất ơi, em đi khắp cái công ty, em đi tìm anh, xong đi xuống dưới quán chị Ngân tìm cũng không thấy anh đâu. Ai dè anh đi ra đây ngồi nhậu với ông Sĩ hả? Anh buồn quá em ơi. Bây giờ anh trên đó anh đâu biết làm gì đâu em. Không nhậu làm gì giờ? Anh ngồi anh nhậu đi nha. Rồi xong rồi mất chị Dương lúc nào không biết ha. Nói gì vậy hả? Mất làm sao mà mất? Anh nói cho em biết tại em không biết chị Dương của em thôi. Cái gu của chị em không phải là đẹp trai đâu, không phải gu. Em nói cho anh biết nè, bây giờ trai đẹp ra đường ai mà không hốt. Tại vì hồi xưa chị Dương thương anh, yêu anh nên mới nói như vậy để an ủi anh thôi. Chứ anh nghĩ sao vậy? Em mới vừa tát vô mặt anh một cái đó, anh cũng đâu tới nỗi tệ sao em nói anh thấy ghê vậy? Hả? Có buồn. Nếu mà người ta bỏ mình thì chỉ cho một cách nè. Cách gì? Đập đi xây lại. Cái nhà tao mới xây xong, giờ đập ra uổng lắm. Đập cái mặt này á, xây lại cái mặt khác cho nó hoàn thiện hơn. Đó là thuật ngữ của mấy người hay chỉnh sửa nhan sắc á. Em đập hết cái mặt của anh rồi em xây lại cho anh nha. Ngồi chơi vậy? Ngồi chơi cái gì hết nói nổi anh rồi đó. Sao vậy hả? Cái quán đăng đăng đê đê công chuyện, không có ai phụ em hết mà anh đi ra đây nhậu là sao? Trời ơi, anh ra đây anh nhậu cũng mệt muốn chết, buồn muốn chết luôn, có vui sướng gì đâu. Em nhìn đi, nó ủ rũ như vậy uống rượu có ngon đâu. Nó đang buồn, anh nhậu là anh an ủi nó. Người ta hay nói là rượu ngon có bạn hiền. Bây giờ rượu nó dở, không lẽ bạn hiền nó không tới. Người ta nói chết, người ta dị nghị anh chết. Cho nên ráng ngồi để nghe nó nói. Không có thích vậy đâu. Nhớ một cái hũ hèn, biểu sao mà con Bạch Dương nó không bỏ. Ê đừng có nói vậy nha.
Người ta tạm thời chia tay thôi chứ không phải bị bỏ anh em. Rồi ok, tạm thời chia tay thôi. Anh nhìn lại anh đi. Anh không giỏi, không giàu, không có tiền, không đẹp trai, không có chính kiến, có bồ thì không biết giữ để cho người khác lấy đi mất. Anh coi coi anh còn gì không? Còn gì để nói không? Ê vợ mày mới vừa tát vô mặt tao thêm một cái nữa luôn á. Nó đang buồn em nói vậy, nó quẫn trí, nó về, nó nhảy lầu, nó tự tử là em mang tội ngộ sát á. Ủa em đang động viên ảnh mà. Em tát một cái gáo nước lạnh vô mặt ảnh để cho ảnh tỉnh táo ra. Đó là cái cách em đang động viên người khác. Em đồng ý với chị lần thứ hai. Thằng này. Vợ tao nói đúng á. Mày suốt ngày cứ đi nhậu nhẹt hoài, mày không làm, mày bỏ bê công việc mày, rồi sếp mày biết, rồi sếp mày đuổi việc mày sao, rồi lúc đó mày còn thê thảm hơn nữa. Yên tâm. Bây giờ tao có ngồi đây tao nhậu nguyên một ngày, nguyên một tuần, một tháng cũng không ai thèm quan tâm tới cái bản mặt tao. Nó nói đúng á. Tại cái bản mặt nó, sếp Lâm đâu có thèm quan tâm. Sếp Lâm là một người tốt, không có bận tâm tới những người xấu, cho nên là không quan tâm, chẳng thèm đuổi việc đó. Mày cứ nhậu đi. Khi nào buồn á, mày xuống quán tao mày uống cà phê tao giải sầu cho, đừng rủ tao đi xa nữa, vợ tao la tao. Nhưng mà nè, lời khuyên chân thành của người bạn thân nè, tao nghĩ mày không nên lấy vợ nữa. Mày nhìn vợ chồng tao, mày không thấy hả? Đây là một tấm gương sáng mày phải noi theo chứ, mày phải né đi chứ. Vừa lắm con, vừa lắm. Xỉn rồi hả? Con uống ly nào đâu xỉn chứ. Lỡ mà xỉn thì đi về nhà ngủ đi. Ngồi đây nhậu chi cho nói năng mà mất kiểm soát như vậy. Nghĩ sao mà vợ ngồi kế bên mà dám nói những cái câu vậy? Không, anh nói ý khác mà vợ hiểu ý khác. Anh nói cái ý này cho mấy hàng xỉn nó dễ hiểu. Ý anh nói đó là phải nhìn cái cặp vợ chồng của mình mà làm tấm gương noi theo. Phải tìm một người nào đó giống như vợ của anh đó mà lấy. Bởi vì trên đời này không có nhiều người phụ nữ tốt đâu. Mình phải tìm kiếm nó mới ra được. Phải tìm người giống như vậy nè nên lấy. Vợ anh là số 1. Bởi anh Lâm anh nói đúng lắm nha. Anh Lâm anh dạy anh á, muốn làm cho vợ mình thương mình dễ lắm, chỉ cần giúp đỡ vợ mình chăm chỉ làm ăn kiếm tiền là vợ mình đỡ mệt, vợ mình sẽ thương mình thôi. Bây giờ làm ơn giải sầu cho bạn xong thì giải tán cái nhóm này để đi về quán phụ vợ làm ăn. Ok, em đi về em coi quán đó, còn anh làm ơn nghỉ nhậu giùm em gái. Thôi em không muốn được, em đi về luôn á. Thôi ngồi đi nhậu với anh, giờ em lên làm gì cho nó, có gì đâu làm. Bạn ngồi nhậu vui hơn. Ui Nam, anh nói thiệt nha, hồi nào bây giờ anh ít nhiều chuyện, nhưng mà anh thấy chuyện này anh khó chịu, anh thắc mắc, anh muốn hỏi thiệt em cái này nha, em phải trả lời thiệt nha. Bạch Dương đang quen với sếp Lâm thiệt hả? Em không phải nói với anh nha, sếp Lâm là một cái sự lựa chọn sáng suốt. Và cái sự mà chọn sếp Lâm cũng là cái suy nghĩ xuất sắc nhất mà chị Dương có. Trời ơi, nói thiệt nha, Bạch Dương mà chọn sếp Lâm á là sáng suốt. Đúng rồi. Mặc dù nó là bạn thân của anh nhưng anh cũng không có binh nó được. Cái tướng của nó, cái mặt của nó, cái tài của nó làm gì có cửa mà so sánh với sếp Lâm được. Đúng không? Đó, nhìn đi, đó. Sai bét nhè, không ra cái thể thống gì nữa. Không còn là con người nữa, không giống con giáp nào luôn. Kỳ cục. Hồi nãy anh nói rượu ngon là phải có bạn hiền. Bây giờ rượu thì ngon thì có rồi đó, còn bạn hiền thì như anh mất tiêu luôn rồi sao? Hồi nãy hả, không nghe nói chuyện với vợ anh hả? Anh nói hôm nay rượu không có ngon, nhưng mà bạn dẫn tới thôi, tới là để san sẻ nỗi buồn, nói chuyện nó thôi, chứ nãy giờ anh có uống giọt nào đâu. Hai chai này là nó uống hết á. Đúng rồi, từ nay về sau tao sẽ không bao giờ tốt với ai nữa, nhất là sẽ không bao giờ cho người khác mượn tiền. Tụi bay đi kiếm người nào mà tốt bụng đẹp trai giàu chơi đi, đừng kiếm tao nữa. Trời đất ơi trời, đó thấy không? Những con người mà khi yêu rồi chia tay xong rồi đó, đau khổ rồi nói mê sản, không biết mình nói một cái gì nữa. Ơi đàn bà, đừng có tin đàn bà, khó đoán lắm. Đàn bà hứa thật nhiều và khó hứa nhiều thôi, thầy non hẹn biển chứ. Em nghĩ á, chị Dương làm gì là đúng đó. Thà như một lần vậy để cho anh hết đau. Còn hả, để mà lâu ảnh cứ đau dầm về từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này nọ năm qua năm kia á. Ôi đàn bà là những niềm đau làm tim nhỏ máu. Mấy nó cũng tội của em, nói đi mình phải nghĩ lại, dù gì nó cũng là bạn thân. Nó hay cho anh mượn tiền, bây giờ nó gặp khó khăn lẽ không nghĩ ra cách gì giúp nó.
Thấy nó vậy chứ tội lắm á. Nhiều khi bây giờ nó xỉn, nó không còn lý trí, nhưng mà sau này nó tỉnh lại, nó suy nghĩ lại, nó hờn, nó trách, nó giận mình. Nhiều khi nó mất bộ mà mình mất bạn á. Giúp nó đi, em nghĩ cách gì giúp nó đi. Em sẽ về kiếm cách nào nói chuyện với chị Dương cho chị Dương hiểu mới được. Anh nghĩ cũng tội ha. Trời ơi, hai người đó quen nhau mấy năm trời rồi, bây giờ đùng một cái là chia tay thiệt luôn á. Trời ơi, không biết đâu. Lúc em về thằng Bình nó buồn á, nó uống nó gục tại bàn luôn, nhìn thê thảm lắm. Vậy á hả? Không biết Bạch Dư nó giống ai mà nó tan nhẫn. Tàn nhẫn cái gì? Em hỏi anh chứ, nó quen anh Bình xong, nó chia tay xong nó mới quen người khác, chứ đâu phải là nó vừa quen anh Bình rồi vừa quen người khác đâu mà tàn nhẫn. Ý anh đâu có phải vậy. Anh đâu có cấm là không có quen người khác, nhưng mà ít ra là phải quen từ từ thôi, chưa gì hết. Chứ quen liền, quen rất là vội vàng mà đã quen sếp của mình nữa, kỳ lắm. Thôi đi anh ơi, cái đó là một phía của anh Bình nói thôi. Anh chưa nghe Bạch Dương nói mà anh nói vậy rồi. Em cũng kỳ thiệt á. Em không tin thằng Bình thì thôi đi, không lẽ anh nói em cũng không tin. Không lẽ chồng của em đi nói xạo em mấy cái chuyện này làm cái gì, đúng không? Ai ra đâu? Lộn, bẻ ngược lên, lộn. Cái gì vậy? Hả, chuyện gì vậy con? Trời ơi, thiệt tình à. Sao má không gõ cửa, lỡ tụi con đang... Sao? Má cũng tinh tế lắm con à. Cái gì gõ nên gõ, còn gì không là không, nghe chưa? Đâu có cãi nhau gì đâu má, tụi con đang nói chuyện với bạn con mà. Cái gì? Đang nói chuyện về bạn mà vậy đó hả? Dạ. Ôi trời ơi, má xin tụi con làm để cho má ngủ giùm cái các con. Má già rồi. Trời ơi, dỗ giấc ngủ gần 2 tiếng đồng hồ, vừa mới chợp mắt 2 phút nghe là cái á. Tưởng chuyện gì? Ai về vì cái chuyện của thiên hạ không à? Trời ơi, má nói sao giờ, ông Bạch Dương nó là bạn thân của con chứ không phải thiên hạ đâu. Mà cái này là tụi con chỉ đang nói chuyện phân tích với nhau thôi chứ đâu có cãi nhau đâu. Đâu có cãi đâu má, con có bao giờ dám lớn tiếng với vợ con đâu. Có cãi là chỉ có bên này cãi thôi. Thôi làm ơn muốn tâm sự á, thì nhỏ tiếng giùm cái cho tôi ngủ đi nha. Trời ơi đó, cả ngày người ta làm công việc mệt mà còn tối còn ồn ào nữa. Dạ, con xin lỗi má nha má. Bà chủ cho 2 ly cà phê sữa, ít sữa. Bộ mày muốn chết hay sao mày uống lần 2 ly? Mày cũng biết hỏi tao muốn chết hay sao hả? Mua giùm. Mua giùm cho trai chứ gì. Cái gì vậy? Tự nhiên cái thái độ của tao à? Bộ mới gây lộn với ông sĩ hả? Ở với nhau cả chục năm rồi mà tao không thấy lúc nào mày yên ổn hết trơn. Tao nói cho mày nghe, phải chi tao mà giống như ai kia á, là tao đã bỏ ông sĩ 80 đời Dương rồi, chứ không phải ở tới bây giờ đâu nha. Ông Bình mới ra đây nói gì với mày nữa phải không? Còn nói gì được, đâu có nói gì được nữa đâu. Ê mà tao không có ngờ luôn á, tao chỉ nghĩ chỉ có một mình con Linh là nó thay lòng đổi dạ thôi, chứ tao đâu có nghĩ mày cũng giống như con Linh đâu. Mày nói đủ chưa? Tạm thời là đủ. Ít sữa thôi. Ê, chết đi. Ký sổ. Mấy bữa ký sổ được, nhưng bữa nay không ký sổ được. Bữa tại nay, sao? Bữa nay thích lấy tiền, được không? Có 10.000. Trả thêm cho tao 20. Tại sao? 2 ly 70. Ủa bình thường tao mua có 40 mà. Ly của mày 20, còn cái ly của người ấy là 50. Tao phải chém một lần cho bỏ cái tật mê trai, được không? Thank you.
đẹp anh Bình đúng không? Chắc giờ này anh đang trốn ở một góc nào đó để gặm nhấm nỗi đau rồi. Em nghĩ anh Lâm cũng là một người rất tốt, nhưng mà chị không nên có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Như vậy người khác sẽ dị nghị mình. Dù gì chăng nữa thì chị với anh Bình hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ. Ủa? Đã chuẩn bị hậu người mẫu mày đi đâu vậy Bạch Dương? Sáng công ty có chuyện gì hả? Sao Bạch Dương không nói là đau đi rồi? Em nào biết, em nào có hay. Hay là nó thấy em gần gũi với anh quá, nó tức, nó giận, nó không nói được gì hết. Phải vậy đâu. Tôi nghĩ là chắc áp lực công việc nên cậu bị stress thôi. Có biến. Tôi nghĩ thì hai người cũng phải nên nói chuyện với nhau rõ ràng một lần đi, rồi còn giải thoát cho nhau và tìm cho nhau một lối đi riêng nữa chứ. Em nhìn cái gì? Em khỏi cần phải nói, nhìn là biết em muốn nói cái gì rồi. Em muốn dứt khoát với tôi chứ gì? Em tức lắm hả? Tôi mới là người tức nè. Em khỏi cần phải nói, biết em nói cái gì tiếp theo luôn rồi. Cuộc tình mình giờ đây đã quá hư hao, cuộc tình mình giờ đây đã quá xanh xao. Ôi, cuộc tình mình thật là tào lao, em muốn nói vậy đúng không? Cái gì, bây giờ em còn đập bàn nữa hả? Em đến đánh tôi đúng không? Không tôn trọng tôi, đánh đi, đánh chết tôi luôn đi. Đánh gì? Trời, em hết thương tôi thiệt rồi, tôi mới nói đánh, đánh thiệt luôn rồi. Không có quả tin. Ủa, bộ nào mình chưa có chuyện gì hả? Tôi thấy không có bình thường. Ai biết, tránh ra đi sớm. Dạ thưa anh Lâm, người anh đáng kính của vợ chồng em. Em không hiểu lý do gì mà anh lại kêu vợ chồng em đóng cửa quán để gọi mọi người tới họp gấp như vậy. Tôi đưa Bạch Dương đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là cô bị chứng á khẩu, không thể nói chuyện bình thường được. Trời ơi! Bác sĩ còn nói đây là tâm bệnh, thuốc bình thường không chữa được, và phải để cho cô sống trong một môi trường thoải mái, vui vẻ. Ủa, sao kỳ vậy? Và đặc biệt, thoát khỏi hết tất cả những bức bối thì mới nói chuyện bình thường được. Hay là cho cổ lên nhà gia đình mình ở cho cổ vui lại em. Và điều đặc biệt quan trọng á là bây giờ phải tìm được nguyên nhân, nếu không không thể khai thông tâm lý cho cổ được. Thế thảm quá. Anh á hả, tự nhiên không cho em đổ hết tội cho nó, làm em chửi nó quá trời luôn. Có khi nào gì vậy mà nó á khẩu luôn không ta? Trời ơi, Bạch Dương là người không có sợ trời, không có sợ đất. Em nghĩ sao vì ba câu tầm xàm của em mà cổ á khẩu? Em tự tin quá đó. Vậy là không phải tại em hả? Nè, tôi lại nghĩ khác. Nguyên do là từ một người. Là tên này nè. À không, tên này. Chính anh ta đã nói là gì mà hả? Có mới đấy cũ, vô tình bạc nghĩa, coi thường người khác. Nói như vậy mà ai chẳng tự ái. Tự ái máu dồn lên tới não, sau đó ác khẩu luôn. Nè, tôi nói đúng chứ bộ, chị Dương sao giận tôi được? Đúng gì mà đúng? Không đúng. Theo băng Duy nghĩ thì đáng lẽ ra anh Thiên Bình mới là người bị á khẩu. Bởi vì sao? Anh Thiên Bình chính là người bị hại. Ai hại ai chứ? Ôi, em mày nói được gì vậy? Em hết bệnh rồi, mừng quá, mừng quá. Tôi đã làm gì ông Bình hả? Em chỉ cần nói chuyện lại được thôi là em muốn đánh, muốn đập, muốn chửi gì anh cũng được. Chửi anh đi, chửi gì bạn mà anh đi. Anh yên tâm, chị em không có chửi ai bao giờ hết á. Dạ. Anh á, đừng có lúc nào cũng làm cái khuôn mặt khổ sở để cho mọi người thương hại như vậy. Còn bạn thân hả, không có tin tưởng gì cả, huống gì là đồng nghiệp. Mọi người muốn tôi bắt cá hai tay làm cái gì? Nhưng tôi không thích. Em, tôi chịu hết nổi rồi mà. Em ơi, em.
mãi phá giấc ngủ chị em mình nữa. Gì mà lâu vậy con? Ủa má, mới lên hồi nào xong cho con biết trước. Cho con biết trước để con nói con bận đi công tác nữa hả? Không có đâu. Thôi, để má đem sữa vô bỏ tủ lạnh đi, không thôi nó hư hết. Má lên tay không được rồi, xách chi cho nhiều cho nó mệt vô. Má đem lên cho con rể tương lai của má, không phải đem cho con đâu mà ham. Xe ra. Xe ra. Nhưng mà con mới là con gái của má mà. Sữa đó con sẽ uống hết. Con sẽ không dai uống một giọt nào hết. Ủa? Má? Má mới lên hả? Ừ. Sao má không kêu con ra bến xe rước má? Thôi rước cái gì? Giờ này má biết hai đứa còn đang ngủ ngon lắm. Để má đi xe ôm cho tốn có 20 ngàn cho nó khỏe. Anh đừng có xạo với em. Anh gọi má lên đã, anh còn giả bộ nữa hả? Thôi điên rồi, anh gọi má lên nào. Chứ bình thường anh ngủ trưa trời sao tự nhiên này này sớm vậy? Cái vụ gì vậy? Bộ má lên đây tụi bay không vui hả? Không vui thì má đi về. Không có má. Tại vì con sợ má đi lên đi xuống mệt. Con định cuối tuần này về thăm má đó. Thôi. Con khỏi định, con khỏi tính ha. Má đã lên tới đây rồi, mọi cái để má tính. Con nhớ hôm nay hình như con có một cuộc họp quan trọng với sếp. Thôi con đi làm đi, có gì nói chuyện với má sau nha. Cái con nhỏ này, tôi đã lên tới đây rồi nó còn kiếm cớ nó trốn nữa kìa. Con hai tánh kỳ ghê luôn. Con má đó con. Dễ thương. Tánh kỳ mà nó dễ thương. Dạ, nếu như chính xác là em đã gửi mail cho sếp vào lúc 12 giờ tối qua. Có gì sếp check mail giùm em nha. Nếu không kẹt xe là 5 phút nữa em sẽ có mặt. Dạ. Má à, má ở nhà mà buồn á, có qua dì ba chơi đi. Con đi làm rồi, có gì chịu về sớm chơi với má. Con ngồi im đó cho má. Nếu như hồi nãy má không lên gõ cửa phòng con là giờ này con còn ôm cái bông con ngủ ha. Chứ con chưa có dậy mà con gấp như vậy đâu. Sếp con là thằng nào? Giới thiệu cho má để má gặp mặt coi. Con gấp thiệt mà má. Gấp cái gì mà gấp? Gấp bằng cái gì? Con tới tuổi lấy chồng rồi mà bây giờ con chưa chịu lấy chồng cho má không? Má đã gặp ba má thằng Bình rồi ha. Nói chuyện xong hết rồi, lo mà tháng sau làm đám hỏi cho má. Má à, con nói thiệt có là sếp mới về. Bây giờ con phải lo làm việc đầu tắt mặt tối. Con không có thời gian để ngủ luôn á, huống chi tới chuyện cưới sinh. Má không cần biết. Con không cần phải suy nghĩ một cái gì hết. Tới ngày đó, mặc áo cưới, mặc áo cô dâu cho má là được. Má nói á, mọi chuyện cứ đơn giản như là chỉ cần thay cái áo thôi là được. Đúng. Thôi con đi làm đi, có gì nói chuyện với má sao. À mà nè, sao không đợi Bình nó chở đi luôn? Đợi ảnh á, con sẽ bị đuổi việc sớm cho má coi. Anh á, không có được uống sữa của em hay chưa? À. Con đi nha má. Cái con nhỏ này, lớn già cái đầu mà như con nít vậy. Ham ăn, ham uống. À mà nè, bộ sếp tụi con khó lắm mà. Sao mở miệng ra nó một sếp, hai sếp rồi nó sợ cái này, sợ cái kia tùm lum vậy hả? Nhà chung công ty gì chứ ít gặp lắm á, con cũng không biết nữa. Đi làm sớm vậy bạn Hiền? Sớm nhưng mà lúc nào nộp bài cũng trễ đó sếp. Tao nghe nói là má mày mới lên đúng không? Ủa? Má tao mới lên sáng nay, tao cũng mới biết. Sao mày biết hay vậy? Thì tao cũng mới biết thôi. Thôi em lên nha. Chị ba ơi, chị ba ơi, có nhà không vậy chị ba? Ôi, ủa, chị Năm, mới lên hả? Dạ. Rồi, vô nhà, ngồi chơi đi chị. Sao? Em mới dưới nhà lên nè. Vậy hả? Dạ, sẵn con bò, em mới dắt được một mớ sữa còn tươi lắm á. Chị coi, cất tủ lạnh liền để nó hư. Lần nào lên cũng cho ông bà người ta làm ngại gần chết đó. Có cái gì đâu mà ngại không biết nữa. Nhưng dù sao tôi cũng thích. Vì sữa bò bổ sung canxi cho người lớn tuổi. Có chuyện gì vậy? Phải chi á, con Dương nhà tôi nó chịu lấy chồng sớm như con Ngân nhà chị á, thì bây giờ tôi đâu còn phải lo nữa. Trời ơi, con Dương nó vừa giỏi, nó vừa xinh đẹp, chứ đâu phải như con dâu nhà tôi đâu mà chị lo.
nhiều người đeo đuổi nó lắm. Có ai đâu chị ơi, có một mình thằng Bình thôi hà. Cái này tôi không phải nhiều chuyện nha, nhưng mà tôi chỉ nghe nói thôi. Nghe nói lúc này nó bỏ rơi thằng Bình để chạy theo có thằng sếp đẹp trai nào đó. Sếp đẹp trai? Ừ. Không có đâu. Con Dương nhà tôi làm gì có chuyện đó. Không có đâu chị ơi. Bậy. Thì tôi chỉ nghe lớn thôi. Tôi nghe nói là cái nguyên do mà nói cho thằng Bình chia tay là do sự xuất hiện của sếp mới đó. Sếp đẹp trai. Hèn chi. Sáng nay nó 1-2 nó đòi đi làm sớm để đi họp với sếp gì đó. Không được rồi. Con này về nhà sẽ biết tay tôi. Tôi bớt một ly tôi cầm cho bà ơi. Thôi để tôi cầm một chứ. Hồi người ta tưởng là tôi đi ăn trộm. Mà tới chưa vậy? Tôi chỉ biết công ty nó nằm ở lầu 3 nè. Không biết cái phòng nó nằm ở đâu nữa. Tôi chưa bao giờ lên đây hết á. Mà tôi nói thiệt với bà nha. Hồi nào giờ con Bạch Dương nhà tôi á, nó đâu có mê trai. Cái thằng quỷ này đẹp không vậy? Bà biết Song Yuki không? Nó đẹp tương đương với thằng đó đó. Đẹp mà còn tài giỏi đó nha. Quán cà phê của con trai tôi ăn nên làm ra là nhờ nó không đó. Mà thôi bà ơi, có đẹp trai tài giỏi cỡ nào cũng không có bằng thằng con rể. Dạ, chào dì ba. À, con. Chào bác. Ủa, bác đây là... Má ăn Bạch Dương đó. Dạ, chào bác. Má. Má đi đâu đây vậy? Bà đem cà phê cho mày đó. Còn ly này cho thằng Thiên ha. Hả? Con muốn cho ai con trao ha. Đúng là đồng da bà già. Mà má đi đâu vậy? Thì má đem cà phê cho con. Con đâu có kêu đâu. Nó nghe nè. Sao nó bằng Thiên Bình không? Thôi thôi, đi về đi về. Má về nha. Dạ. Dạ chào chị ba. Chào bác. Gì vậy bà? Má về má, đói bụng không? Con nấu mì má ăn nha. Má, ăn mì không? Con nấu cho má ăn. Cái mì này ngon lắm má, y như có bỏ chất gây nghiện vậy. Con ăn hoài, ngày nào không ăn mà không thấy ngán luôn ha. Con ăn cái đó mỗi ngày, khác gì con uống thuốc độc vô trong người. Thôi độc gì đâu má, ngon lắm. Ủa, mà giờ này sao không đi làm mà còn ngồi ở đây vậy? Dạ, công việc của con khỏi cần tới công ty. Ở nhà làm được rồi, con làm đủ việc thôi à, tới công ty chi cho mệt má. Con không tính gì cho tương lai hết hả Bình? Con cứ tàn tàn vậy biết chừng nào con mới khá nổi. Con thấy bình thường mà má, đâu có gì đâu. Chui được rồi, cuộc sống mà, làm ít thôi, làm nhiều quá chết đâu đem theo được đâu má. Con thấy giờ con vậy là vui dữ lắm rồi, vui lắm. Trời ơi, nhìn nó như vậy, nói sao con mình nó không bỏ cho được. Con nghe má ơi. Alo, Dương hả con? À, má mới đi chợ về. Chút nữa con về ăn cơm nha không? Hôm nay má nấu nhiều món ngon lắm đó. Con bận lắm, chắc con về không được rồi. Bận thì cũng phải nghỉ trưa chứ con. À mà nè, nhớ kêu sếp con về ăn cơm luôn nha không? Trời ơi má ơi, sếp con còn bận hơn con nữa, làm sao mà anh về nhà ăn cơm với mình được? Thật ra là anh có thể về nhà ăn cơm được á. Anh cũng không bận lắm đâu. Ủa, sếp con đang đứng đó hả? À, vậy má nghe rồi đó. Nhớ đó, con mà về mà không có sếp con á, là con đi luôn đi nha. Má ơi. Con sửa cái ống nước giùm má coi. Má đang làm bếp rồi bây giờ nó bể, nó chảy tùm lum mà nước nó không vô trong bếp, má đâu có làm gì được đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Con sửa ống nước hả? Trời ơi chứ ai nữa, dẹp dẹp nhanh lên đi vô.
Má ơi, con làm không được má ơi. Trời đất ơi, con nhìn con cái bình hả? Có cái ống nước thôi con sửa cũng không xong nữa. Đàn ông con trai gì vậy? Con cũng gắng lắm mà con bít nó lại nó cứ xịt ra hoài rồi. Với lại bình thường con đâu làm cái này đâu biết. Trời ơi. Má. Ủa con về rồi hả? Chào bác. Chào con. Ủa sao có chuyện gì mà đầu tao ướt nhem vậy? Con coi đó, giờ này má còn chưa nấu nướng gì được hết. Đang làm thì ống nước không biết sao nó bể rồi, nước đâu có ra đây đâu mà má làm. Nó kêu nó vô sửa mà con coi kìa, đầu cổ tóc tai nó vậy mà không làm được cái gì cho má hết á. Vậy anh tắt cầu dao nước chưa? Có tắt chứ, tắt cái cầu dao ngoài nhà trước, cái cầu dao trên cao đó, tắt xuống rồi. Đó là cầu dao điện mà. Ủa cầu dao điện hả? Hàng chi nãy tắt cái cúp điện hết nguyên nhà mà nước vẫn xịt vô bản mặt ha. Ôi cuối cùng anh sợ quá anh phải mở cầu dao điện lên lại để sửa ống nước á, mà cũng sửa không được luôn. Dạ được rồi bác. Để con xuống sửa cho. Dạ thôi. Dạ không sao đâu. Con biết cái này. Con dắt sếp vô chỉ cho sếp rồi sửa giùm má đi. Trời ơi, đừng có chờ nó biết chừng nào mới xong má mới nấu đồ ăn đồ uống được. Thấy chưa? Đàn ông con trai người ta phải xông xáo như vậy đó. Ủa biết sửa ống nước là đàn ông hả? Con nhìn coi, con nhìn con coi. Hả? Con làm được không? Con làm cái gì vậy Bình? Mám cho con đi lau chứ bộ. Dạ bác ơi. Cái môn ống nước á bác, nó bị sốt. Con nói lại rồi, nước chảy ra bình thường. Bác kiểm tra thử coi. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn. Con giỏi quá. Con thấy chưa? Người ta vô người ta làm có chút xíu là xong. Con làm cả buổi trời. Người ngợm con kìa. Bác cảm ơn con nha. Dạ. Ở lại ăn cơm, đợi bác làm cái rồi xong rồi bác dọn ra. Con ra ngoài trước ngồi chơi. Dạ, con nghĩ là cũng trễ rồi đó. Thôi để con với sếp con ra ngoài ăn rồi. Trời ơi, trễ cái gì má, làm lẹ lắm, một chút xíu là xong hả? Chắc là sếp bực. Anh đợi được. Vậy thôi. Con dẫn sếp ra ngoài ngồi đợi đi ha. Để má làm cho má làm lẹ lắm chút xíu à. Nha. Con đứng đây làm gì? Con cho con đi, con mới chịu đi được chứ. Đi ra ngoài giùm tôi cái. Ăn có vừa miệng con không? Dạ ngon lắm bác. Cũng lâu rồi con mới được ăn bữa ăn gia đình như vậy. Ủa vậy chứ bình thường con ăn ở đâu, ăn với ai? Ba má con định cư nước ngoài rồi, còn ở đây con mình. Ồ vậy sao? Dạ. Má ăn đi má. Ăn con ăn nhiều vô. Dạ dạ. Ủa Bình, hồi nãy bác nhắc con ăn mì gói rồi mà, con làm gì mà con ăn dữ vậy? Má ơi, má có bị mất trí nhớ không má? Sao tự nhiên má xưng bác với con vậy má? Thì lâu lâu tôi liệu thôi. Chưa có cưới hỏi gì hết mà má gì. Má ơi, dạo này dưới quê mình có làm thêm bánh tráng hả má? Sao má lật lẹo quá vậy má? Chưa có cưới hỏi là không có má con gì hết á. Bác được rồi. Ta lấy cái này cho con. Con ăn đi. Dạ dạ. Ăn xong đi rồi cái con uống ly sữa này nha. Sữa này là bò ở nhà nuôi đó. Rất là ngon, rất là sạch sẽ. Bác đem lên đây là cho con đó. Dạ, cảm ơn bác. Má, sữa sáng má cho người này, trưa đem cho người kia. Con gái của má là không được uống như nào vậy? Muốn uống về nhà tự dắt mà uống. Ăn đi. Ăn đi con, ăn nhiều vô con. Ăn đi con, ăn nhiều vô. Dạ. Con no rồi má ơi. Má đồ con nói đâu. Ăn đi con, ăn đi. Kể tôi nghe coi, chừng nào hai người cưới? Trời ơi, đám cưới hai người mà tôi còn lo hai người nè, nói tôi nghe có nhớ lắm. Cưới cái cùi lôi chứ cưới. Bộ chỉ huy đầu hàng quân địch rồi. Bây giờ quân địch không chết ai hết, quân ta chết hết. Nói vậy là sao nữa? Mẹ của Bạch Dương bây giờ thích ông Lê Lâm luôn rồi kìa, đang mời ăn cơm trong đó đó. Anh Lê Lâm đang ở trỏng hả? Ừ. Tôi mà nói là bà còn khóc lớn hơn nữa nè. Bây giờ ở trong đó tình cảm dữ lắm luôn. Cái gì mà bác con đồ thấm thiết lắm. Còn hả, cho ông uống sữa tự dắt nữa. Uống sữa tự dắt là cái gì? Nhà nuôi bò dưới quê.
tự dắt sữa đem lên không uống, đừng suy nghĩ sâu xa quá. Tóm lại là tôi thấy ông Lê Lâm đó chỉ được cái mã thôi, có tài cán gì đâu mà sao ai cũng ham hết vậy. Có nghĩa là vẫn xưng là bác con chứ chưa là má đúng không? Hên quá, vậy là vẫn chưa sao. Làm tôi cứ tưởng là hả vô kèo rồi chết. Nè, bây giờ phải tìm cách làm sao để má Bạch Dương không thích anh Lê Lâm nữa. Chứ nếu mà thích là sẽ ép Bạch Dương cưới Lê Lâm. Như vậy là chúng ta thua chẳng. Thua rồi thôi, chuyện gì tới cũng tới thôi chứ. Thôi kệ đi. Ây da, đau. Đau. Trời, đau, đau. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Trời đất ơi, chưa có làm gì hết mà đầu hàng quân địch rồi. Thì tha đầu hàng đi, nó bảo toàn lực lượng, ít nhất tôi cũng giữ được tí danh dự. Thua keo này, ta bày keo khác. Thua keo khác, ta phải bày keo khác nữa. Để làm gì? Để giành được tình yêu. Hiểu chưa? Chưa hiểu nữa hả? Thôi khỏi cần hiểu. Bây giờ anh đi vô trong đi. Anh vô trong và anh nhớ là phải bảo vệ anh Lê Lâm của tôi. Không được cho ai đụng vô hiện vật của tôi. Còn tôi chắc chắn với anh là keo này tôi sẽ không thua đâu. Đi vô trong đó tôi không quăng ổng ra đường thôi chứ đó bảo vệ làm như nít gì bảo vệ. Vô không? Ông Lê Lâm của bà ở trong đó kìa, vô ăn cơm chơi cho uống sữa tự giác. Chắc tôi chéo ông thêm lần nữa quá. Trời ơi, phải công nhận nha, mình lao bàn sáng bóng luôn. Cái này mà có giải người đàn ông lao bàn sáng bóng nó thuộc về mình chắc luôn. Dạ dạ dạ. Nhìn coi, chảy đầu được luôn, đặt bóng. Thấy thương quá à. Bởi vậy á, em có muốn biết bao nhiêu người đi chăng nữa thì em cũng không thể nào em vừa lòng bằng anh á. Nhưng mà anh thấy vậy nè, mình bây giờ là chủ cả rồi đúng không? Ừ. Mấy chuyện mà lao bàn rồi dọn dẹp á, mình để cho người giúp việc người ta làm chứ chủ cả làm vậy nó mất sang. Thật ra thì em làm công việc này gần 10 năm rồi, em thấy vẫn không có vấn đề gì hết. Anh làm mới có mấy ngày mà anh than quá vậy. Mà nếu như có làm chủ thì mình em làm thôi, anh vẫn phải bưng bê. Dì Năm. Ủa dì Năm. Chào dì Năm, nghe má nói dì Năm lên hôm qua hả? Ừ, rồi má bay hẹn dì Năm tới đây mà bả đâu rồi? Tôi nè. Má con tới rồi. Chị uống gì không? Thôi trời ơi, nghĩ sao vậy, tôi là má chủ quán, giờ tôi nhìn thấy gì tôi cũng ngán hết trơn ơi. Chị uống đi. Vậy thôi, cho dì ly bạc xỉu đi. Cho dì Năm ly bạc xỉu. Xuống. Em đứng gần em vô làm trước đi. Năm có gì cần sáng bóng không? Đây con lao cho con lao chị lắm. Sao con không vô con pha? Ly bạc xỉu vợ con làm được rồi, hai người làm chi lụp chụp lắm. Nhưng mà dì muốn hai vợ chồng pha. Uống mấy ngon, con đứng đây làm gì? Để dì với má con nói chuyện chút. Con đi vô đi. Vô tắm pha đi. Vậy. Vô pha đi con, đi. Có chuyện gì? Vợ, có chuyện lớn, rồi. Chuyện gì? Đuổi anh vô không cho anh nữa ngoài, chắc chắn là có chuyện. Mà chuyện gì? Ôi, chắc chắn luôn. Có người bị ung thư giai đoạn cuối không chữa được, cho nên là sợ mình buồn lay đuổi mình vô giấu mình đó. Nói thầu ghê quá. Chồng nói thiệt á hả? Chồng nói má chứ là dì Năm á hả? Chứ còn gì nữa. Không mà dì Năm chứ không phải má đâu. Trời ơi. Ý mà chồng ơi, em thấy hình như không phải đâu. Má là chắc chắn không có bị bệnh rồi. Còn dì Năm á, em nhìn sắc mặt của dì Năm là hồng hào lắm, không có xám xịt, không có giống như người bị bệnh ung thư. Cái bị gì? Mà em thấy giống như là đang đi đánh ghen á. Tại cái mặt quạo dữ lắm. Sao cười? Em nói lố quá à. Nghĩ sao hai bà già không có chồng mà bị quýnh ghen, ai mà rảnh được quýnh ghen. Em nói vậy mới xứng đáng là vợ của anh chứ. Tôi thấy thằng sếp đó được lắm đó. Thiệt, đúng là lòng dạ bà già. Thấy trăng quên đèn. Hôm qua bà nói với tôi là bà sẽ không gả con Dương cho ai ngoài thằng Bình mà. Chuyện hôm qua đã là quá khứ rồi. Bây giờ con mình nó thương ai, mình phải gả cho người đó. Không lẽ giờ mình ép nó sao chị? Trời ơi, mới hôm qua hôm nay mà trở như cái bánh tráng vậy. Nè, tôi nói bà biết nha. Cái thằng đó đó nó đào hoa dữ lắm đó. Trời ơi, vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi nè. Đào hoa là cái chuyện bình thường.
Tôi biết là vậy rồi, nhưng mà thằng này nó không có đàng hoàng đâu. Không đàng hoàng chỗ nào? Như thế này nè, nó đang tán tỉnh con Dương mà cặp kè với Gia Linh luôn. Bà nói sao? Tôi nhìn nó đâu có tới nổi đâu mà sao làm được mấy chuyện đó chứ. Bà mới gặp nó có 2 ngày bà đánh giá nó được cái gì? Tôi nói cho bà biết nha, con dâu tôi mà nó còn tán tỉnh luôn á. Trời ơi, cái thằng đó nó nha, già không bỏ mà nhỏ nó còn không tha, gái có chồng nó cũng nghĩa luôn. Thiệt tình. Ngày hôm qua ai nói với tôi? Nó còn là ân nhân của con trai bà mà. Ủa, bộ tôi có nói hả? Chứ ai? Ờ, tôi quên, tối về tôi mới nhớ. Thấy chưa? Đời này tôi ghét nhất là cái thứ mà đàn ông mà chăng qua vậy đó. Ủa? Chào hai bác. Con chào hai bác. Bình à, con đừng có làm việc nhiều quá, lo nghỉ ngơi chút đi. Lúc này má thấy con làm việc nhiều lắm đó. Bác mới sưng với con là cái gì vậy bác? Ờ thì má chứ là gì. Trời ơi, hôm qua con mới nghe đồn là có người nói là chưa cưới là không có được kêu bằng má con đâu. Kêu bằng má con như vậy là nó không có được tốt quá. Trời ơi, hôm qua nhà mình có khách mà lại xếp con Bạch Dương nữa. Mình phải giữ thể diện cho em nó chứ con. Nhà mình dạo này chắc lên nguyên cái xưởng bánh tráng luôn á mà. Lật lật quá, lật mỏi tay luôn đó. Thôi mệt quá, nè uống sữa đi, rồi nghỉ ngơi chút xíu. Trời ơi, cái gì vậy? Con còn được uống sữa nữa hả? Trời ơi, thì má đem từ ở dưới quê lên đây chủ yếu là cho con chứ cho ai mà con nói gì kỳ vậy? Đang tỉnh hay đang mơ vậy trời? Cho con. Chứ cho ai? Con uống cho má vui. Uống đi con. Má, con đi làm nha, lát trưa con về ăn cơm với má. Thôi khỏi, hôm nay con bệnh ở nhà rồi, con về cũng được, không về cũng được, không có sao hết á. Lại tình thương mến thương với nhau rồi hả? Ờ mà thôi đi, chưa con về đây cho má. Má không muốn con ở trong đó lâu, gặp mắt con gặp cái thằng đó nữa. Thằng nào má? Thì cái thằng hôm qua tới nhà mình đó. Đàn ông gì mà nhìn đẹp như con gái, nhìn như bê đê. Cái gì má nói được hết đó. Qua má nói người ta là biết sửa ống nước vậy mới là đàn ông mà, người ta sửa được ống nước đó sao hôm nay má nói người ta 3D? Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, ai làm mà không được hay ho gì con. Hôm qua thấy má thích ảnh lắm mà. Lịch sự thôi. Thôi con đi làm đây. Mà nhớ đó, tháng sau lo đám cưới cho tôi đó. Má ơi, người thích con không chỉ có 2 người đâu. Biết đâu ngày mai má gặp thêm người 3, 4 nữa, má lại đổi ý làm sao. Nên chuyện đám cưới á, má cứ từ từ đi. Con đi làm nha. Cái con nhỏ này. Má ơi, Dương nói vậy rồi con có được uống nữa không má? Không mấy con mới uống nửa ly trả má nè. Uống, má đem lên đây rồi, cho con. Uống, uống cho nó khỏe con.